Được rồi.
thấp nhất. Thank you.
con này nóng quá. Thank you.
đăng lên thế nào cũng nhiều nhiều người like lắm á, là có tiền á. Triệu là triệu view không? Hy vọng. Hy vọng. Thank you.
cưới ra ấy.
Vâng, xin chào các bạn. Vậy là video clip của mình đã kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm những cái video clip khác về siêu xe Việt Nam, những cái siêu xe phía đằng sau mình nè, thì hãy subscribe kênh YouTube cũng như là lên Facebook tìm kiếm fanpage của kênh với từ khóa XSX Automotive Photography để cập nhật những thông tin mới nhất về siêu xe Việt Nam nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong clip tới. Đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai, players OG, money tall like Kobe, dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace, bên ngoài